Chào các bạn, và trong video này thì mình sẽ làm video đơn giản với các bạn để hướng dẫn các bạn cách khôi phục iPhone 6 Plus nó bị lỗi phần mềm hay là nó bị lỗi không nhớ passcode để nhập vào trong cái mở khóa màn hình của iPhone. Được chưa? Tất cả các dòng điện thoại iPhone nó đều áp dụng được, các bạn nên chú ý nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ download cái phiên bản firmware về, sau đó các bạn sẽ nhấn vào cái nút khôi phục. Rồi ạ, và lý to đúng cái phiên bản hệ điều hành. Rồi ạ, các bạn xem chú ý ở trên màn hình của mình đang hướng dẫn ở trên cái phần mềm iTunes, đúng không ạ? Đó, phần mềm iTunes. Các bạn xem đây là cái, nó đang ở chế độ trích xuất phần mềm và nó đang khôi phục. Thấy chưa? Và cái phiên bản phần mềm này là cái phiên bản phần mềm mà chúng ta đã download ở trên cái trang web, website về. Các bạn có thể vào trong website để download. Ví dụ như website này chẳng hạn. Đó, iPhone Center, đúng không ạ? .com và các bạn vào trong này download phiên bản mới nhất, thì bắt buộc là phiên bản chính thức và phiên bản mới nhất, thì các bạn sẽ phải lý to vào phiên bản mới nhất. Bản beta thì chúng ta có thể quay trở lại phiên bản trước đó được, nhưng mà bản chính thức thì chúng ta không thể quay trở lại được. Ví dụ như phiên bản 11 chẳng hạn, đó thì nó không thể quay về phiên bản 10 được, vì đó là phiên bản chính thức rồi. Đó, vì Apple nó chặn với các bạn là quay về hành cũ. Quay về phía cái hệ điều hành cũ. Nếu mà các bạn dùng một số phương pháp lưu SH, cái file SHSH của máy ấy, thì các bạn mới có thể là lì to về cái phiên bản thấp hơn được. Và nó đang chờ chế độ khôi phục. Và đây là cái trường hợp để fix cái lỗi phần mềm của chúng ta muốn lì to hoặc nâng cấp phần mềm chẳng hạn. Đó, thì chúng ta có thể là sử dụng cái phương pháp này để cho chúng ta chạy. Và một cái nữa là chúng ta quên cái mật khẩu mở màn hình máy chẳng hạn, có nghĩa là passcode đấy. Dạ, mật khẩu mở màn hình máy không phải là mật khẩu iCloud nha các bạn nhé. Mật khẩu mở màn hình máy, ví dụ các bạn quên chẳng hạn, thì các bạn cũng có thể dùng cái phương pháp này để chúng ta lì to lại. Dạ, một cách đơn giản là dùng cái trên phần mềm iTunes. iTunes này các bạn sẽ download ở trên cái trang iTunes.com, Apple.com, và các bạn vào trong cái mục iTunes. iTunes này là một công cụ để đồng bộ sao lưu dữ liệu hay là các ứng dụng ở trên hệ điều hành iOS nói chung, có ở cả trên iPhone, iPad, iPad, đó, và nó đang khôi phục phần mềm. Đây là quá trình khôi phục phần mềm nhanh hay chậm, nó tùy thuộc vào cái tốc độ cứng của cái điện thoại của chúng ta, cả chiếc thiết bị của chúng ta. Và nó tùy thuộc một phần nữa vào trong cái cấu hình máy tính của chúng ta. Đó. Bạn nào cần quan tâm đến sản phẩm, các bạn có thể tham khảo cái đường link ở dưới cái phần description của cái video này. Đó, đây là nó đang quá trình khôi phục cái thiết bị của chúng ta. Khi các bạn đang khôi phục cái thiết bị của chúng ta, các bạn cần phải lưu ý là mỗi thiết bị của chúng ta thì nó đều có một số serial number và số email riêng. Đúng không? Thì khi các bạn muốn lì to, hay là khi các bạn muốn setup là gì đó, hay là khi các bạn muốn setup khôi phục, hay là khi các bạn muốn cài đặt máy, ví dụ như khi các bạn lì to lại như này chẳng hạn, thì muốn lì to được thì cái điện thoại của chúng ta phải xác định cái số serial number nó trùng với cái số serial number ở trên server của Apple ấy, thì các bạn mới có thể chạy được. Đó, nó đang xác minh các bạn này, nó đang xác minh phần mềm của thiết bị này. Đó. Đối với một số trường hợp mà các bạn muốn đổi ổ cứng ấy, muốn đổi ổ cứng của iPhone ấy, thì các bạn nhớ, nếu mà muốn đổi ổ cứng ấy thì các bạn cần phải có tool để đổi. Ví dụ như ổ cứng của các bạn bị lỗi chẳng hạn, được chưa? Thì các bạn vẫn phải đổi tool serial number, nó trùng với cái serial number thì nó mới có thể khôi phục và nó mới có thể chạy được các bạn. Nó bảo mật kỳ cao luôn. Đó. Mình không nói xuyên sâu về cái tool đó, bởi vì cái tool đó nó cũng phải có cái thiết bị để nạp cho cái ổ cứng của cái thiết bị iPhone của các bạn. Được chưa? Đó.
Còn những trường hợp đó thì cũng ít ai làm về. Bây giờ mình thấy là ít ai làm, bởi vì là trừ phi bất đắc dĩ các bạn làm những máy của sư phụ của các bạn, hay là các bạn làm những máy rất là quan trọng thì các bạn mới có sử dụng phương pháp này. Còn bình thường những người bình thường ấy, chúng ta ít khi chúng ta sẽ sử dụng nó. Thứ nhất là chi phí cao, thứ nhất là cái độ ổn định của nó không cao. Đó, chúng ta như các bạn đã biết thì khi các bạn động vào cái sửa chữa một cái thiết bị nào đó, khi các bạn động vào bên trong can thiệp càng sâu thì các bạn cái mức độ lãi suất của chúng ta, hay là cái chi phí của chúng ta bỏ ra nhiều mà chúng ta lấy lại được rất là thấp. Và các bạn khi các bạn can thiệp sâu vào cái phần cứng của máy ở bên trong ấy, thì đa số là chúng ta sử dụng bằng tay thì nó không được chuẩn, và các bạn sử dụng CNC thì nó có độ chính xác cao, nhưng mà khi các bạn sơ sẩy một cái thì các bạn cũng mất một cái chi phí rất là cao khi một máy làm mà nó không, nếu mà nó bạn setup nó không chuẩn. Và khi bạn can thiệp vào sâu thì các bạn chắc chắn là cái chi phí của các bạn bỏ ra thì nó sẽ các bạn phải chi phí bỏ ra thì các bạn dám chắc là các bạn sẽ chết chịu, cũng như là một là cũng như là khả năng sống sót hoặc khả năng khôi phục của máy nó hầu như là nó thấp hơn khi các bạn can thiệp ở bên ngoài. Đó, can thiệp bên bên trong ví dụ như CPU chẳng hạn, hoặc là can thiệp ổ cứng nhỉ, các bạn bóc ổ cứng ra, bóc RAM ra, được chưa? Đó thì các bạn phải đồng ý cam kết đó chính là chết chịu, cũng là một là sống hai là chết, được chưa? Đó người ta gọi là chết chịu. Đó, chi phí bỏ ra rất thấp, cho nên đấy các bạn thấy là có ví dụ như các bạn độc một cái chip CPU của về chip của iPhone 6 ra chẳng hạn thì nó mất khoảng 1 đến 3 triệu, được chưa? Đó, 1 đến 3 triệu thì cái chi phí của nó rất là cao nhưng mà nó chạy là không ổn định. Các bạn thấy đã, ví dụ như một người mà thay cái màn hình nó khác một trời một vực với một người đục cái RAM, đục với chip CPU ra, được chưa? Sau đó là gắn vào thì cái độ ổn định của nó sẽ không hơn. Được chưa? Đó, còn người mà nó thay một cái màn hình hay là thay một cái loa, thay một cái mic đó, nó cực kỳ đơn giản luôn. Đó, nó chỉ tháo ra ráp vào là chạy bình thường. Đó, có nên can thiệp vào sâu thì các bạn không nên nên chú ý cho mình nhá. Đó. Và khi các bạn cài đặt lý to xong ấy thì các bạn nó sẽ có mục setup như này và các bạn chỉ cần setup thôi. Đó là cái chúng ta xử lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn thành công.